anh chị, đây là không gian trưng bày tiếp theo của Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, chủ đề năm với nội dung Kháng chiến chống đế quốc Mỹ giai đoạn 1954-1975. Thưa các anh chị, sau 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp, nhân dân ta đã giành được thắng lợi vẻ vang, buộc Pháp phải công nhận độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ. Theo hiệp định Geneva quy định, Việt Nam lấy vị tuyến 17 làm giới tuyến quân sự tạm thời, từ đó lực lượng vũ trang quân đội nhân dân Việt Nam ở phía Bắc tuyến và lực lượng quân đội Liên hiệp Pháp ở phía Nam tuyến, và chấp hành nghiêm hiệp định đình chỉ chiến sự thì các lực lượng vũ trang miền Nam ra Bắc tập kết, bộ đội tình nguyện Lào, Campuchia rút quân về nước. Và xin giới thiệu các anh chị, đây là bức tượng nắm đất miền Nam do nhà điêu khắc Phạm Xuân Thi sáng tác năm 1955. Bức tượng được lấy cảm hứng từ câu chuyện có thật của bà má Năm Căn Cà Mau gửi tặng con trai nắm đất miền Nam trước khi lên đường ra Bắc tập kết, với lời nhắn nhủ: con ra thưa với Bác Hồ, đất này chỉ một ngọn cờ vàng sao. Đó là ý nghĩa của bức tượng này. Tiếp theo xin mời các anh chị chúng ta di chuyển ạ.